Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình tới phần thứ 3. Ngay bây giờ tôi có một cô đương chờ. Hello, cô cho biết tên tuổi và câu hỏi cô. Dạ thưa bác sĩ. Dạ, chào cô. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, tôi là tên là Hoàng Anna. Dạ, chào cô Lan. Dạ, năm nay tôi 65 tuổi, thưa bác sĩ. Vâng. Nhưng mà tôi đi thử máu thì cái glyco là nó có 92 à bác sĩ. Mà sao mà tự nhiên cái A1C bác sĩ nó lên tới 6.1 bác sĩ. Với cái thu mồ má kẹt đó bác sĩ, thì nó là tới 8 được, mà của người ta là -3 đó bác sĩ. Cái gì cô? Với cái máu cái tất nhiên là nó có 3 cái để mà mình giống như là mình ấy là LDL đúng rồi, là 106 hả cô? 116 dạ. 116, ok. Còn thấp không sao? Cái loại mà cái loại mỡ tốt á thì nó là 50, để coi cái loại mỡ tốt nó 50 mấy là tốt rồi cô. Nó 50 mấy là 59 thôi, bác sĩ. Rất cao cô. Dạ. Yeah. Rất 59 tốt. Là cao hả bác sĩ? Dạ. Yeah. Cái mỡ HDL 59 tốt cô. À tốt. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái thu mồ má kẹt đó bác sĩ thì tôi có đi, tôi đi thử nhiều lắm, tôi đi siêu âm cả gan, thận, bao tử rồi giữ hết rồi, có khi coi cả cái tử cung rồi coi về vấn đề giống như là cái soi ruột đó thì không có soi, nhưng mà soi cách đây 2 năm á thì họ nói rằng là cái soi ruột của mình nó bình thường, họ cho mình 10 năm sau mình mới cần soi lại. Dạ. Yeah. Thì tất cả đều là coi hết mà cứ bướu cổ cũng không thấy, cũng có nhưng mà nó có chút xíu, cái gì cũng bình thường, nhưng mà sao cái thu mồ nó vẫn cao đó bác sĩ. Cái gì cao cô? Tumor market đó thưa bác sĩ. Tumor marker hả cô? Dạ, tumor market, dạ. Nhưng mà tumor cho cái gì cô? Ung thư? Cái đó nó là giống như là người ta nói cái biếu hay cái gì đó bác sĩ. Họ nói tumor market, dạ. Cái đó nó là cái CEA bác sĩ. Ok, CEA là cái tumor market, tại cô nói không rõ, tại vì cái tumor marker tùy theo cái tumor, là tùy theo cái bú nó ở đâu á, thì cái tumor marker ở đó nó sẽ cao. Nếu mà giống như trong PSA, PSA, CA125 là cái nhiều cái khác nhau á. Nhưng mà nói thiệt với cô, cái tumor marker mình không có dùng để làm screening cho ung thư. Yeah. Tại vì nó không có chính xác. This is exactly why không có bao giờ thử hết á. Tumor marker là để khi nào mình đã biết mình đã bị ung thư rồi, mình làm biopsy, mình thấy là bị ung thư rồi, rồi mình theo dõi cái tumor marker, coi cái nó lên xuống tùy theo mình, cái chemotherapy nó ra sao thì mình theo dõi cái đó thôi. Chứ cái này nó không có nên dùng để làm screening. Screening giống như nếu mà tại cái CEA thường thường là cho đường ruột á, cái cô đã làm cái soi ruột rồi, cái đó là nó kêu như là gold standard, có nghĩa là cái đó là nhất rồi. Nhất rồi. Yeah. Nếu mà làm colonoscopy đi soi ruột rồi mà không thấy gì hết á thì khỏi cần lo nữa, không có nên theo dõi cái tumor marker CEA đó. Dạ. Dạ, tất cả. Dạ. Yeah. Bác sĩ Derek nói rất là hay cô. Tất cả mấy cái tumor marker là chỉ là sau khi mình bị ung thư rồi đó, thì yeah, lúc đó mình theo dõi coi mình có bị trở lại hay không, hay là cái treatment nó có work hay không, cái xá trị hóa trị nó có công hiệu hay không. Thì có một cái tumor marker mà làm screening đó là cho cái nhíp hổ tuyến, cái PSA. Dạ, cái đó cũng hơi controversial. Yeah. Tại vì nhiều cái ung thư nhíp hổ tuyến cho đàn ông á, thường thường cái đó nó mọc rất là chậm. Và nếu mà cái tumor marker cao có thể cần làm cái biopsy, nó hơi invasive chút xíu, với lại nó có thể có nhiều phản phụ, nó có thể làm erectile dysfunction rồi đi tiểu ra máu rồi cái này cái nọ, thì cái đó là cái PSA đó. Bác sĩ Derek chắc đồng ý đó, là nhiều khi không phải là ung thư, cái nhíp hổ tuyến mà nó sưng lên đó nó cũng làm cái PSA cao. Thành ra mình nói PSA là tumor marker cũng không trúng, là tại nếu mà mình bị BPH, benign prosthetic hypertrophy đó, thì cái PSA nó cũng cao.
Yeah, nhưng mà không có nên như thế này, quan trọng bệnh nhân đừng có nói bác sĩ thử tumor marker tại cái nó không có chính xác. Yeah. Cái nó lên cao cái bị lo, giống như là trường hợp bệnh nhân này á, thì không có nên thử tumor marker. Chỉ làm mấy cái screening nào mà nó recommended thôi. Nếu như 50 tuổi đi, actually 45 tuổi nên việc cái này cả 45 tuổi đi soi ruột. Rồi đi chụp hình ngực cho đàn bà, đi chụp hình ngực rồi khám sản phụ khoa làm pap smear. Không biết là sẽ đưa lên cái. Dạ, thế nên. Dạ. Là mình không có lo hả bác sĩ? Dạ, 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 không lo cô. Cô đã có cái soi ruột già rồi, cái đó là chính xác nhất cô. Nó sẽ thấy lúc mà họ. Với thưa bác sĩ là mình chụp ngực đó là mình ô tô sao nó có chính xác không bác sĩ? Nhưng ultrasound chứ cái gì hả? Breast ultrasound. Thường thường là cái chụp hình trước, mammogram trước, chụp hình trước. Còn nếu mà chụp hình nó thấy cái gì á, lúc đó mới nên đi ultrasound. Nhưng nếu mà tại ultrasound nó chỉ ultrasound cái chỗ nào mà có cái abnormality, có cái mục gì đó thì nó ultrasound chỗ đó thôi. Còn không có, thường thường nó không có làm screening ultrasound. Thường thường có hai lý do mà nó siêu âm cái ngực. Một cái đó là lúc mà nó chụp đó, nó thấy không rõ nhưng mà nó có một cái bóng xoáng gì đó, cái shadow đó, thì nó muốn làm ultrasound đặng rõ hơn. Phần thứ hai là có nhiều người phụ nữ Á Đông đó, cái ngực, cái breast tissue của người Á Đông đó nó hơi dày hơn là của người Mỹ trắng. Thật ra có nhiều khi mình chụp mammogram nó không rõ thì nó bắt mình chụp siêu âm trở lại. Do đó thì có hai lý do đó cô. Dạ, thật ra nếu mà chưa cô chụp mà thấy không có bú hay là không có gì hết thì không sao cô. Dạ, thưa bác sĩ là cái ly cô bác sĩ sao nó 9.2 nó thấp mà sao cái A1C lại cao quá vậy? Cái câu hỏi A1C đó, của cô là bao nhiêu ạ? 6.1. 6.1 ạ. Dạ, cái câu hỏi này tốt cô. Là cái đường glucose mỗi ngày đó nó không có chính xác cô. Nếu mà cái bữa trước khi tự máu mà cô ăn đi ăn sinh nhật của một người bạn, cô ăn rất nhiều bánh cake mấy cái đó thì cái đường nó sẽ cao, cái đường mỗi ngày đó cái glucose nó sẽ cao. Nhưng mà nếu mà cô không có ăn đường nhiều đó thì nó sẽ thấp 91, nhưng mà cái đường 3 tháng nó rất chính xác cô, là tại nó không thay đổi và cái đường nó dính vô cái máu của mình đó, tại nó mới gọi là hemoglobin A1C, là nó dính vô cái máu đó. Mà cô biết là mỗi 3 tháng đó cái spleen của mình với lại cái gan nó rửa máu mỗi 3 tháng. Thành ra cái đường 3 tháng 6.1 rất chính xác. Nhưng mà bác sĩ đề nghị 6.1 cao không? 6.1 thì nó bằng cái glucose 128, trung bình là 128 trong ngày á. Thì giống như là bác sĩ Dương nói, cái này giống như là mình chụp hình. Thì mình chụp hình thì mình thấy cái hình ngay lúc đó thôi. Thì cái đó là cái glucose ngay cái ngày đó mình đi thử máu. Còn cái hemoglobin A1C giống như là mình chụp cái video 3 tháng á, quay phim 3 tháng á, thì mình biết ở trong vòng 3 tháng trung bình cái đường nó bao nhiêu. Thì ở trong vòng 3 tháng trước á, trước khi cô đi thử máu á, cái đường của cô trung bình nó là 128, thì nó hơi cao chút xíu, kể như là pre-diabetes, thì chưa kể như là tiểu đường, nhưng mà gần như là bị tiểu đường. Thì cái này nếu mà cô tập thể dục, đi bộ, kiêng cử, bớt lại chất tinh bột, ăn nhiều rau cải, salad, đầu tư vô thì có thể không mai mốt không cần uống thuốc. Còn nếu không thì có thể mai mốt nó càng ngày càng tệ, nó tùy cô à. Dạ, có mấy tuổi vậy cô? Mà bây giờ thưa bác sĩ là có cần thuốc bác sĩ 6.1? 6.1 chưa cô ơi. Tại vì nói thật bác sĩ tôi ăn cơm ăn gạo hết rồi, tôi từng ăn trái cây, hoặc là ăn trái cây thì tôi có ăn trái cây hơi ngọt nhiều lắm. Rồi trái cây. Ăn rau trái thì có ăn. Cái đó phải bớt lại cô. Dạ, trái cây mình tiêu hóa nó cũng cái đường ở trong trái cây là fructose, đường fructose mình tiêu hóa vô nó cũng thành đường. Thành ra mình mới ăn trái cây ngọt hả bác sĩ? Mà cái loại LDL nếu mà nó như vậy nó cũng hơi cao hả bác sĩ? 116 chưa, cái HDL của cô bao nhiêu cô? Mình không có thể nhìn cái LDL riêng cô. Cô phải nhìn cái LDL. HDL là 59. Dạ, thành ra nếu mình so sánh cái 116 với một cái 59 đó thì tôi nghĩ nó không có tệ quá cô, nó cũng được rồi. Cái quan trọng nhất là cô phải chú ý về cái đường nha cô. Như bác sĩ Đen nói là cái đường. Dạ, cái đường nó rất đường quan trọng. 6.1 là cao và bác sĩ cái lần trước tôi thử có 5.7, 5.6, 5.5. Nó lên nhiều đó cô. Cô 3 tháng sau mà cô không cẩn thận nó có thể lên tới 6.4, 6.5. Lên tới 6.5 là chắc chắn phải uống thuốc tiểu đường rồi cô. À dạ.
Dạ. Cảm ơn cô. Bây giờ phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ. Chào cô.